Thì ngay bây giờ thì chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và mời lên sân khấu Giám đốc Trung tâm bà Huynh Tieu Huong sẽ có đôi lời chia sẻ và báo cáo trong buổi tối ngày hôm nay. Và một tràng vỗ tay thật lòng cho quý vị. Tieu Huong xin chào tất cả các cô chú, các bác chị, đặc biệt Hội Chữ Đỏ Việt Nam và các ban ngành của tỉnh Bình Dương cũng như các anh em báo chí truyền thông của Việt Nam, tất cả các báo chí Việt Nam và các đơn vị tài trợ. Chúng tôi rất vinh dự từ Tieu Huong đã vào đây chương trình của Tieu Huong trong tất cả các chương trình, và chào tất cả các bạn sinh viên đã luôn luôn đồng hành cùng Trung tâm trong nhiều năm qua. Bất cứ một chương trình nào dù khó khăn đến đâu đi nữa, nhưng các bạn không bao giờ rời xa, dù mưa gió hay là tổ chức các tỉnh thành các bạn đều tham gia. Tieu Huong cảm ơn các em rất nhiều, và đặc biệt vào hàng năm thì Trung tâm tuy rằng khó khăn nhưng mà được sự hỗ trợ của các đơn vị tài trợ cũng giống như của các nhà lãnh đạo tỉnh Bình Dương tạo điều kiện cho Trung tâm để cho các cháu được thành lập cộng đồng xã hội. Tieu Huong rất là vui mừng vì bản thân của Tieu Huong, các cô chú anh chị biết sức khỏe thì cũng có giới hạn, nhưng điều ước mong của Tieu Huong luôn luôn nhìn thấy các con có một người và cũng như các bạn cùng trang lứa. Hôm nay có một người lắm sẽ thôi chỉ biết là tri ân tất cả các anh chị cô bác, cảm ơn Hương và Thịnh Tỏ Việt Nam cùng các bạn nhà, và cảm ơn bên đại để tổng dụng cho đài Đài Loan đã luôn luôn đồng hành cùng Tieu Huong, hỗ trợ cho Tieu Huong và công ty giải phá là một cái đơn vị giúp chúng tôi từ trước tới nay. Cảm ơn nhiều nhiều. Chúng ta vừa gặp gỡ chị Tieu Huong với những lời chia sẻ, và bây giờ là một tiết mục rất là đặc biệt, và đây cũng là minh chứng cho lời nói của chị Tieu Huong. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị chúng ta cùng đến với phần biểu diễn thời trang do các em ở Trung tâm Nhân đạo Quê Hương biểu diễn.
phần biểu diễn rất là thú vị của các em tại trung tâm dân tộc quê hương. Và bây giờ thì chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và mời lên sân khấu ông Nguyễn Trọng Nghĩa, đại diện Trung ương Hội Chữ thập đỏ, cơ quan đại diện phía Nam, lên sân khấu có đưa lời phát biểu. Và một tràng vỗ tay thật trong những quý vị để chào đón và chúc mừng. Xin thưa chị Tiểu Hương, và ở đây thì cứ năm nào là mùa trung thu thì Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cũng đến dự và lại nghe các con của chị Tiểu Hương là mẹ nhiều con nhất, gọi là mẹ Hương. Trước hết thì với tấm lòng trân trọng của một tổ chức nhân đạo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, tôi xin cảm ơn các nhà tài trợ đã đồng hành cùng trung tâm nhân đạo quê hương cô Huynh Tieu Huong đã tổ chức một mùa trung thu cho các em tại trung tâm, một hoạt động là ấm áp từ địa phương. Kính thưa quý vị đại biểu, là một trong những hoạt động nhân đạo thường kỳ, trung tâm nhân đạo quê hương qua nhiều năm vẫn là trung tâm mang lại tình người hạnh phúc cho những mảnh đời cơ nhỡ trong hệ thống của các trung tâm nhân đạo từ trường Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Trung tâm nhân đạo quê hương đã phát triển những cách trên hành trình nhân đạo, góp phần vào các hoạt động an sinh xã hội. Thưa quý vị, người xưa có câu thương người như thể thương thân. Tôi nghĩ rằng câu nói đầy cảm xúc này đúng với tinh thần và nhiệt huyết, đúng với tôn chỉ, mục đích của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam mà từ nhiều năm qua các nhà tài trợ đã hợp tác chặt chẽ cùng trung tâm nhân đạo quê hương, một Hội Chữ thập đỏ Việt Nam để thực hiện sứ mệnh nhân đạo này. Nhân chương trình dành căn cứ hôm nay, tôi chúc quý vị, các em, chị Huynh Tieu Huong và các nhân viên của trung tâm nhân đạo quê hương sẽ đạt được mơ ước của mình, hướng đến các cháu sẽ đạt những ước mơ, và trung tâm sẽ nâng niu nhiều nhất những ước mơ của việc đó. Kính chúc quý vị đại biểu và các quý những tấm lòng vàng có nhiều sức khỏe thành đạt, mong rằng quý vị sẽ tiếp tục đồng hành cùng trung tâm nhân đạo quê hương trong thời gian tới. Thì chúc những người tâm huyết với hoạt động nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam được dồi dào sức khỏe và tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ trong hoạt động nhân đạo sắp tới. Xin chân thành kính chào. Thank you.
Đã đem đến cho chúng ta một tiết mục rất là tuyệt vời và đã hỗ trợ cho chương trình. Thưa quý vị, và bây giờ chúng tôi sẽ mời quý vị chúng ta cùng thank you.
chúng ta cùng gặp gỡ và cùng chào đón ông Cao Hùng Sơn, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Trung, đại diện cho mạnh thường quân cũng như nhà tài trợ, sẽ có đôi lời phát biểu và một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt thưa quý vị để chào đón. Kính thưa các quý ông, quý bà đại diện cho các ban ngành trong tỉnh. Kính thưa các quý ông, quý bà là các mạnh thường quân, là những nhà hảo tâm có lòng thương tưởng và chăm lo cho các cháu tại trung tâm nhân đạo quê hương trong thời gian qua. Xin chào tất cả các cháu đang được nuôi nấng, chăm sóc và học tập tại trung tâm nhân đạo quê hương. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Cao Hùng Sơn, là đại diện cho công ty trách nhiệm hữu hạn Hương Co VSIP. Công ty Hương Co VSIP tọa lạc tại khu công nghiệp Việt Nam Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Công ty Hương Co là công ty có vốn đầu tư 100% của Hoa Kỳ. Chủ đầu tư của công ty là ông Mark Jeffries. Thương Trung là công ty hoạt động sản xuất và kinh doanh các thiết bị bảo vệ nhiệt và các bộ gia dụng dùng trong ngành xe hơi, y tế, gia dụng và công nghiệp. Ngoài các mục tiêu hoạt động kinh doanh, chủ đầu tư cũng như ban điều hành công ty cũng luôn rất quan tâm và tích cực trong các hoạt động xã hội. Trong 15 năm hoạt động và phát triển tại tỉnh Bình Dương, Thương Trung luôn là đơn vị đi đầu trong việc ủng hộ quỹ từ thiện do khu công nghiệp Việt Nam Singapore khởi xướng và điều hành. Ngoài ra, Thương Trung còn tham gia tích cực nhiều hoạt động xã hội như xây dựng trường tiểu học và làm giếng nước sạch cho các cháu trong các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở Bắc Tân Nguyên, ủng hộ và giúp đỡ các đồng bào lũ lụt ở miền Trung, tài trợ học bổng và chăm sóc cho các cháu học sinh và sinh viên nghèo hiếu học trong tỉnh Bình Dương. Từ giữa năm 2017, Thương Trung được tiếp xúc và làm việc với Trung tâm Nhân đạo quê hương và hiểu rõ hơn những hoàn cảnh khó khăn và đáng thương của các cháu mồ côi tật nguyền đang được trung tâm tu mang nuôi dạy. Cũng hiểu rõ về những tấm lòng cao cả của chị Hương, nhà sáng lập trung tâm, cũng như của các thầy, cô, của các anh chị em đã hy sinh phần nào cuộc sống của mình để được phục vụ tại trung tâm và cùng chăm lo cho các cháu. Từ sự cảm kích trước những tấm lòng cao cả đó, cũng như nhận thấy rằng trung tâm còn rất nhiều khó khăn và rất cần đến sự giúp đỡ của các tổ chức và các cá nhân hảo tâm khác, thay mặt cho công ty trách nhiệm hữu hạn Thương Trung, tôi xin cảm ơn và cam kết bằng nhiều cách khác nhau để hỗ trợ cho trung tâm nhân đạo quê hương càng nhiều đến mức có thể. Nhân dịp này, tôi cũng xin mạnh phát kêu gọi tất cả các nhà hảo tâm, là cá nhân, là tổ chức, hãy cùng nhau tiếp tục hỗ trợ cho trung tâm và hỗ trợ ngày càng nhiều hơn nữa để các cháu có thêm cơ hội được chăm sóc, được nuôi dạy tốt hơn và có nhiều cơ hội hơn để sau này trở thành những người công dân tốt, giúp ích cho xã hội, cho những người nghèo khổ, khó khăn và tật nguyền khác, để cho xã hội này, thế giới này bớt đi sự đau khổ và tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Tôi cũng xin chúc cho các cháu tại trung tâm được mạnh khỏe, chăm ngoan học hành, trau dồi hạnh kiểm và đạo đức để ngày càng hoàn thiện mình. Cuối cùng, tôi cũng chúc cho các cháu ngày càng có được nhiều sự quan tâm, thương yêu, giúp đỡ và chăm sóc từ tất cả các quý vị là nhà hảo tâm đang dự lễ ngày hôm nay, cũng như từ nhiều nơi khác trong và ngoài nước. Xin chân thành cảm ơn. Xin cảm ơn ông Cao Hùng Sơn với những lời phát biểu rất là chân thành của mình.
Và kế đến một món quà tiếp theo đó là công ty trách nhiệm hữu hạn Trên Chô Việt Nam 64 triệu đồng. Một tràng vỗ tay thưa quý vị. Vâng, xin mời công ty tiếp theo. Đây là món quà đến từ bà Bùi Thanh Hoa, ông Nguyễn Thanh Tuấn cùng ban tổ chức nối vòng tay lớn tài trợ cho trung tâm của chúng ta là 20 triệu đồng. Một tràng vỗ tay thật lớn thưa quý vị. Và kế đến là xin mời công ty tiếp theo ạ. Mời những đơn vị tài trợ đang có các bạn trên tay mình vui lòng cầm theo lên sân khấu ạ. Mời tất cả các đơn vị tài trợ cầm bản của mình lên sân khấu ạ. Và chúng ta sẽ lưu lại những kỷ niệm đẹp, có những tấm hình mà các phóng viên cũng như là tất cả quý vị đang chụp hình ở đây.
Và kế đến là một món quà đến từ Honda Giáp Bình Dương, 300 bộ quần áo, 300 bánh trung thu. Một tràng pháo tay thưa quý vị. Vâng, một điều rất là tuyệt vời. Tất cả mọi người hôm nay, tất cả những nhà tài trợ hôm nay rất là tuyệt vời. Và kế đến là đây là món quà tri ân đến từ ba người Bỉ, Đan Thanh, Bỉ Hoàng, thương hiệu Việt Nam, đến từ công ty trách nhiệm hoàn thương mại dịch vụ môi trường Kim Hoàng Hiệp. Rồi xin mời nhà tài trợ tiếp theo ạ. Vâng, một món quà tiếp theo đến từ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc tại thành phố Hồ Chí Minh là 3 triệu đồng. Một tràng pháo tay thưa quý vị. Và bây giờ thì chúng ta sẽ lưu lại những kỷ niệm đẹp qua những tấm hình. Xin chân thành cảm ơn món quà đến từ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc tại thành phố Hồ Chí Minh với món quà đến cho các em là 3 triệu đồng. Và kế đến là cũng xin chân thành cảm ơn công ty công nghiệp thực phẩm là Lê Quay Quay Sài Gòn là 1.000 phần bánh kẹo trung thu. Xin chân thành cảm ơn. Kế đến là Honda Giáp Bình Dương tài trợ cho chúng ta là 300 bộ áo quần, 300 bánh trung thu. Tiếp theo là chúng tôi xin chân thành cảm ơn công ty trách nhiệm hữu hạn may công nghiệp thương mại Trường Vinh là 200 bánh trung thu. Kế đến thì chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Đá Quý Hiểu Chí với phần quà đó là 400 ký gạo, 20 thùng mì, 15 thùng sữa. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Và kế đến là chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Tuấn và tài trợ cho chúng ta là 500 ký gạo, 200 bánh trung thu. Xin chân thành cảm ơn. Và tiếp theo là chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn gia đình ông Nguyễn Khắc Thảo tài trợ thực phẩm trị giá là 30 triệu đồng. Xin chân thành cảm ơn. Và một món quà đến từ công ty cổ phần Senpi là 200 lít dầu ăn. Xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Công ty trách nhiệm hoạt Xuân Anh 200 thùng sữa. Kế đến đó là bà Giang Thị Kim Quy, giám đốc Queen Body là 50 chai dầu Quynh Diệp, 50 bộ quần áo. Kế đến đó là bà là cô Loan Mai và tài trợ cho chương trình của chúng ta 4 triệu đồng. Và thay mặt cho trung tâm thì chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn những món quà rất là thân thương đến từ những đơn vị tài trợ cho chương trình ngày hôm nay, cũng như là cho các em vui mùa trung thu được trọn vẹn hơn. Và kế đó nữa là cũng xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Và trong cái giờ đời thì chúng tôi cũng xin tiếp theo là gia đình Hà Định là 4 thùng sữa và Nguyễn Văn Có, Vũ Thị An 5 triệu đồng đến từ An Bình, Dị An, Bình Dương. Kế đến thì chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn Lê Thị Ngọc Mai. Lăn quá, lăn quá.
Bây giờ chị Hằng đang trên công danh rồi, hay là mình gọi chị Hằng đi, gọi chị Hằng xuống chơi với chúng mình đi. Chịu không? Chị Hằng ơi. Rồi chị Hằng ơi, trai ơi vậy. Mình gọi chị Hằng chứ. Ở đâu ra mấy bà Hằng nào mà gọi ơi vậy? Đồng thanh hô nè, chị Hằng ơi. Ơi vậy trời luôn. Mình gọi chị Hằng ơi nha, đừng có ơi. Mấy chị nào tên Hằng đừng ơi nha. Làm ơn chị Hằng ơi. Ơi nghỉ chơi luôn đi. Thôi đi ngủ. Lát chị Hằng ra. Gì đâu. Lát chị áo á. Đi ngủ. Ghét rồi. Được rồi, hôm nay là ngày rằm tháng 8 thì mẹ sẽ cho các con đi chơi.
Thế nhưng các con phải hứa với mẹ một điều rằng là các con không được đi chơi xa nghe chưa nào? Dạ. Và các con phải hứa với mẹ rằng có người nào đó lạ mặt mà mời các con đi chơi, các con cũng không được nghe lời nghe chưa? Dạ. Rồi ai cho quà con, các con cũng không được nhận. Được không nào? Rồi mẹ sẽ cho các con đi chơi nha. Còn đây mẹ sẽ phát quà cho các con. Này của con nè. Này của con nè. Con cảm ơn mẹ chưa nào? Này của con. Rồi các con đi chơi đi. Nhớ đi chơi gần nha, không được đi chơi xa nghe không? Này đi chơi với con à. Con đi chơi đi. Thiếu nhi rất là đẹp. Bạn này cứ tổ chức các trò chơi cũng như game, cũng như đón chào một mùa trung thu và tặng cho các bé đó. À, và bánh trung thu các bé chịu không? Nào là có bánh sờ nát nè, bánh trung thu nè, và sô cô la nè, và các loại bánh ghế nữa. Các bé chịu không? Bây giờ nhà chú chơi nha. Nhà con ơi, con lần đi qua nhà chú vui lắm nè. Trời ơi, cũng cảnh đẹp quá trời, con thấy không? Nào là lắm, ánh sáng đèn nào sân khấu. Hôm nay tổ chức một cái lễ hội chúng tôi rất là vui. Và chú sẽ tặng cho các bé, các con những quà bánh nè. À, ăn đi con, ăn ngon lắm con ơi. Ăn đi con. Yeah.
biết là chị Hằng, chị Hằng nói là đi chơi đúng không? Chứ đâu nói là đi đâu đúng không? Đi chơi, mà đi chơi, ừ. Ấy Hằng, có nghe thấy gì rồi? Mấy bạn nhỏ đang kêu cứu hả? Kêu ở đâu vậy? Ý hình như là ở trong cái hang nè. Hay mình chuột coi không? Rồi. Ủa sao các em ở đây? Con Nguyễn Sứ đó. Con Nguyễn Sứ là con nào? Con quỷ á. Mà sao bị con quỷ bắt vô đây? Nó nghe lời mẹ. Vì nó nghe lời mẹ hả? Rồi con quỷ đâu rồi? Con quỷ đâu? Con quỷ đâu? Quỷ đâu? Quỷ đâu? Ha! Nhận lấy lời! Hãy sao xuất hiện trong hang động của ta? Chờ chờ chờ, ngươi là ai? Ta xin giới thiệu, ta là Cụi. Ủa, còn kia? Ta nhớ chú Cụi, cho con chăn mà tại sao chú Cụi xuất hiện ở thằng hang động của ta? Còn đây, đây là thỏ rô tí, à quên, thỏ mập của chị Hằng nha. Người xấu thế kia, chắc chắn là quỷ sứ rồi. Sao mà có lỗi cho đẹp đâu? Có ít không được có nhiều đâu. Ta quỷ sứ. Ha, lộn xộn ta ăn thịt cả đứa. Ha 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 ha. Chà, người làm cớ gì mà ăn thịt được ta? Mà tại sao ngươi dám bắt đám trẻ này? Bởi vì đám trẻ này không được ngoan, nghịch ngợm, mãi mê, đùa giỡn, không lo học hành và suốt ngày chỉ mãi mê chơi game. Ta có quyền bắt chúng về để làm thức, cũng như bắt các trẻ để đi ăn xin, bụi bặm dơ bẩn. Độc chủ cho ta. Ha 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 ha. Người thì là độc ác. Với đám trẻ này mà ngươi làm như vậy thì chẳng khác gì là hãm hại tụi nó, chia cắt gia đình. Ta sẽ cho ngươi biết tay. Ha. Nhà vô đi. Đi băng. Dạ. Cái nhà lá bụi. Ha. 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 Chết rồi. Con quỷ mạnh quá rồi. Con quỷ mạnh quá. Các em ơi, bây giờ con quỷ mạnh quá rồi mà bây giờ chị Hằng sắp xuống. Hay mình hô to mình kêu cứu chị Hằng nha. Ở dưới ơi, ở dưới kêu giúp em, cha ơi kêu giúp em, chị Hằng ơi kêu ơi, kêu ơi. Kêu bự lên. Thank you.
là chú cội à? À, chú cội đẹp trai. Chú cội đẹp trai quá không? Ủa, chú cội đẹp trai. Chú cội đẹp trai, chú nghe đi. Đó, chuyện này ly kỳ lắm là hồi nãy xong rồi có con quỷ nó bắt tụi nhỏ, xong thấy tụi nhỏ bị bắt, xong rồi cuối cùng chị Hằng xuống mà chị Hằng không cứu được, chú cụ ra cứu, cuối cùng cứu được. À, vỗ tay. Trời ơi, chị nó cụ giỏi quá, cái cụ cứu là các bé à. Nói vậy thôi chứ chị Hằng cứu đó, chú cụ định chị cứu được. Trời ơi. Nhưng mà các con phải nhớ nghe không, con quỷ này nó đã bị đánh bại nhưng mà sẽ còn những con quỷ khác ở ngoài. May là chú cụi với chị Hằng đi ngang qua mới cứu được các con. Tại vì các con không nghe lời mẹ đó, nghe chưa? Cảm ơn chị Hằng nhiều lắm. Trời ơi, may quá nhờ chị mà các con tôi còn nguyên vẹn trở về. Cảm ơn chị Hằng, cảm ơn chú cụi. Mọi người không nhìn cảm ơn rồi. Bây giờ tất cả chúng ta cùng về trung tâm nhân đạo nha. Xin cảm ơn nhóm nghệ sĩ Như Dương Thủy và các em ở tại trung tâm nhân đạo quê hương. À, thưa quý vị, và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng tiếp nối với phần biểu diễn của đoàn Lân Tuổi Trẻ đến từ câu lạc bộ khởi nghiệp 360.